Tưởng tượng một cái gì đó nó long lanh, em tưởng tượng cái mặt này đẹp, bận bộ đồ vậy bước ra hát dở banh nóc, trời ơi nó đã. Em nghĩ là hay á. Dạ. Tại vì em nhìn vô ánh mắt của bạn ấy lóe lên một cái gì đó rất là đam mê về nghệ thuật. Tại vì em thấy đeo mặt nạ nên là em nhớ lại cái hình ảnh của em hồi trước á. Sáng nay mưa từng giọt lưa thưa, sáng nay mưa anh có nhớ em chưa? Sáng nay mưa và nhiều gió nữa. Những gì chúng ta nghi ngờ lại là đúng sự thật. Hình như cô bé này không phải người Việt, đúng không? Phiên dịch giùm cái nha. À, em ơi em tên là gì? Irami Mùi á. Em xin cảm ơn các anh chị. Em là em tên là Yong Chu. Dạ, em là người Hàn Quốc. Em qua Việt Nam bao lâu rồi? 5 tháng rồi. 5 tháng rồi. Rồi có học tiếng Việt từ bên Hàn Quốc đúng không? Ok, anh hiểu mà. Hèn gì hỏi bà không trả lời. Thì bởi vậy nãy giận bà hết sức luôn rồi đó. Thành, nói tiếng Hàn Quốc với em đó. Chào nên chân tay đi mì tờ. Ờ, quá chí. Quá chí bồi, quá chí. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn.